Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bị công an truy nã, Mỹ Anh trốn trên xe tải tẩu thoát. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tưởng chừng có thể vu oan cho Minh Anh tội giết bác sĩ Tài, thế nhưng Mỹ Anh không ngờ được tất cả bằng chứng, kể cả chiếc USB của tên Trọng đã được Hải đăng giao nộp cho công an. Từ những manh mối thu thập được trong bệnh viện, nơi bác sĩ Tài làm việc, những bằng chứng mà thám tử của ông Khánh giao nộp, công an đã phát hiện ra sự thật kinh khủng mà Mỹ Anh đã che giấu suốt thời gian dài vừa qua. Ngay lập tức Minh Anh được trả tự do và Mỹ Anh bị ra lệnh truy nã. Biết công an đã đánh hơi được mình, Mỹ Anh đã tính toán trước nước cờ này. Cô lập tức liên hệ với bọn giang hồ, lập ra một đường dây nhằm trốn ra khỏi biên giới. Kế hoạch sẽ là cô sẽ xóa hết tất cả bằng chứng, vật chứng có trong tay, bỏ luôn cả sim điện thoại đang dùng, tránh sự theo dõi của công an. Sau đó Mỹ Anh sẽ lên một chiếc xe tải được chuẩn bị sẵn, cô sẽ bịt mặt mũi và ngồi ở thùng xe để tránh bị phát hiện. Nếu kế hoạch thành công, Mỹ Anh sẽ ôm một số tiền lớn, cao chạy xa bay ra khỏi đất nước Việt Nam. Trước mắt là như vậy, sau này cô sẽ tìm cách để thông báo về gia đình sau. Sự việc đã ra nông nỗi này, Mỹ Anh không còn cách nào khác, cô cảm thấy thương và nhớ gia đình, nhớ bà Nga. Mỹ Anh cảm thấy hối hận vì sự tham lam và đam mê giàu sang, mà trở thành một con quỷ dữ. Giờ đây, phải trốn chui, trốn nhủi. Ở nhà, bà Nga, cô Út và cả Minh Anh vô cùng lo lắng, họ đã cố gắng liên lạc với Mỹ Anh nhưng bất thành. Bà Nga lúc khóc, lúc ngất, vừa lo cho tính mạng đứa con cưng, vừa lo tương lai của con gái nếu bị bắt giữ. Từ nhỏ đứa con này đã được cưng chiều, bao bọc. Nếu sau này nó đi tù thì làm sao có thể chịu được. Bà còn đau khổ hơn khi biết con gái đã phạm phải tội giết người, đối mặt với khung hình phạt chung thân hoặc tử hình. Minh Anh và cô Út cố gắng khuyên bà Nga hãy bình tĩnh. Họ sẽ liên lạc với Mỹ Anh và động viên để cô ra đầu thú, nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Gia đình Hải Đăng và Minh Anh hứa sẽ xin giảm nhẹ bản án cho Mỹ Anh, chỉ cần thành khẩn thì cô luôn được pháp luật khoan hồng. Liệu rồi Mỹ Anh có trốn được sự truy lùng của công an? Tất cả sẽ có trong diễn biến tập cuối bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.